bạn hãy đăng ký kênh Sudan Gaming để được chơi game cùng mình nha. Chào mừng các bạn đến với kênh Sudan Gaming. Hiện tại mình đang làm về game Neo 2 và game Elden Ring này sẽ là game thứ hai mình thực hiện. Kênh của mình chủ yếu sẽ là làm hướng dẫn chơi các thể loại game từ dễ đến khó nhằm hỗ trợ tối đa cho các bạn trải nghiệm game tốt nhất. Mong các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách like và đăng ký để mình có động lực làm các video khác hay hơn, hấp dẫn hơn. Sau 5 tiếng trải nghiệm game Elden Ring thì mình rút ra một số lưu ý dành cho các bạn mới chơi Elden Ring như sau. Lưu ý thứ nhất, hãy đọc kỹ hướng dẫn và lấy hiệu ứng chào. Ở đầu game bạn hãy di chuyển tới thẳng con boss. Và boss này không phải là boss mà các bạn bắt buộc phải tiêu diệt và dĩ nhiên chết để bắt đầu cuộc hành trình khám phá vùng đất Elden Ring. Và nếu bạn có kỹ năng cao tiêu diệt được boss này, bạn sẽ nhận được một số đồ mà sau này khi đủ level và điều kiện mới có thể sử dụng được. Thay vì đi tới, hãy nhảy xuống và đi theo lối chính duy nhất, bạn sẽ được hướng dẫn các điều cơ bản nhất trong game Elden Ring. Khi tới cuối map, bạn sẽ đối đầu với con mini boss Soldier of Godric. Hãy vận dụng tất cả các kỹ năng để có thể tiêu diệt boss này, và con boss này cũng khá dễ. Sau đó hãy đi theo lối chính và lượm xác, bạn sẽ nhận được hiệu ứng chào. Nốt thứ hai, mở Stonewood cây đầu game. Ngay khi tới khu vực Lost Grey Discovery đầu tiên, bạn sẽ thấy bức tượng Stonewood cây, và để mở được cái map ẩn này thì ngay từ đầu game ở mục Keepsake bạn hãy chọn Stonewood cây là có thể mở được map này. Tuy nhiên cá nhân mình thì thấy không cần thiết vì sau này có thể mở map này bằng cách khác. Với map này các bạn có thể bỏ qua mà không cần đánh vì quái và boss trong map này khá mạnh, chưa kể map này cực kỳ khó di chuyển. Mình đã mất gần 3 giờ đồng hồ nhưng vẫn chưa clear được map này. Nốt thứ ba, lấy thú cưỡi và level up. Đây là một phần cực kỳ quan trọng mà mình muốn lưu ý cho các bạn. Ngay khi đầu game các bạn không nhất thiết phải đối đầu với tất cả các boss ở map này vì lúc này lượng rune heal của các bạn chưa có chỗ sử dụng, nên nếu như chết mà không lượm lại được cái xác thì sẽ mất hết rune. Chính vì vậy các bạn hãy di chuyển theo clip để tới khu vực Lost Grey Discovery.
Khi tới khu vực Lost Grey Discovered này, bạn có thể nghỉ ngơi tại đây và bạn sẽ nhận được Spectro Stick Whistle, và đây là dụng cụ dùng để gọi thú cưỡi. Thú cưỡi sẽ giúp các bạn di chuyển nhanh hơn rất nhiều so với việc chạy bộ. Ngoài ra lúc này các bạn có thể up được level bằng Rune Helm. Và bây giờ các bạn có thể thoải mái khám phá thế giới của Elden Ring hoặc thử sức mình với các boss. Do thời gian có hạn nên video này mình sẽ ngưng ở đây. Mình sẽ up video hướng dẫn phần 2 trong thời gian sớm nhất. Và nhớ hãy đăng ký kênh để theo dõi các video hướng dẫn tiếp theo.